Hello mọi người à, vì những cái thời gian vừa qua á, mình rất là ít ra video bởi vì là mình lười. Cái thứ hai nữa là mình hay đi học á mọi người, nên là mình không có thời gian rảnh để ra video. Những cái lúc mình rảnh á thì mình sẽ quay nha. Và cảm ơn mọi người đã hỏi thăm mình.